Thế giờ này anh em gỡ ít là khen nhá. Giờ này hiếm lắm luôn á, hiếm lắm luôn mới thấy comment khen á. Qua kênh khác ha, kiểu mình coi stream kênh khác á, người ta xử lý kiểu bình thường á, kiểu không được bình thường nó kiểu Chida á, cũng được khen, còn bên mình đánh kiểu mang nhãn một bộ này nọ, chả ai khen. Trời ơi, sao kêu khỏi khen like được rồi. Ơ giờ ví dụ giờ mấy ông hồi nhỏ lúc mấy ông nhỏ xíu á, cái cô chú anh chị qua qua thăm nhà Tết á, cái đưa lì xì á, cái mấy ông có thôi con không lấy đâu, có không? Thôi con không lấy đâu, mở tay con, thôi con không lấy đâu, con không lấy đâu, có không? Mà mấy nay không chơi AFE, game lâu lắm rồi á, 2 tuần chưa có clip AFE anh em ạ. Phải có clip AFE á. Hồi xưa lúc lên trên net á, là đơ vừa mới nhạc vừa đánh, còn giờ không, giờ mới nhạc vừa mới nhạc vừa đánh không có tập trung được. Quên sub cầm bị sức mà. Trời gì vậy? Năm nay có nhắm đi World Coder. Chắc là có rồi. Ok, bà bái gắn boss nha. Xíu phải trả giá cho những cái pha đánh như vậy á. Vừa nghe stream đơ vừa đánh có lên trình không? Thôi. Đang đánh thì chơi tab thôi. Đánh xong rồi xem stream vậy mới lên trình được. Vừa đánh vừa xem thì khó. Đó phải trình tự nâng cao xíu. Ây da, ngu rồi. Trời ơi, phải lùi là đẩy quay vô là boss nó AD nó đi rồi. Ây da, quýnh cái này AD nó farm hết quay à. Game gì đấy? Bình dễ không tăng để mình tăng chứ. Ây da à, chiếu khò vậy. Trời. Dạ này kinh chat ít khen quá ta. Này kinh chat kiểu khiêm tốn quá ta. Trời ơi, quýnh vậy nãy giờ có mấy người khen à. Kinh chat cái này sao? Đánh hay không khen, đánh phèo phèo chứ chửi. Thì bình thường tưởng khen mà phải đánh hay mà. Mấy nãy giờ quýnh hay mà. Cái này giờ anh em không thấy hay hả? Ủa cái SG dữ rồi. Ủa, tại sao mình phải lên top vậy?
Xin lỗi, xin lỗi được chưa? Xin lỗi được chưa? No. Ừ. Đúng rồi. Ê, đẩy lẻ, đẩy lẻ. Quên quên cái đồ hình, nhìn đồ hình này cái bát. Cái bát kiểu Mỹ. Đồ hình này đẩy lẻ thôi. Dạ. Xài đồ hình, muốn xài đồ hình rồi. Trời ơi, này hay quá vậy. À, vui này hay vậy. 100 hả? Hay nha. À, tưởng nó dở, nó tưởng nó dở ai ngờ nó hay. Biết nó hay là xử lý khác rồi, tưởng nó dở. Tưởng nó dở nên xử lý dở luôn. Ê ê. Không có kinh đen sớm, tôi không có kinh đen ông nội. Nó bị khủng hết là dính hết đi. Ây da. Ây da. Không sao, đếp được. Hello E, stream vui vẻ nhé. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh làm mấy donate nha. Ôi, sao tự nhiên dễ quá vậy? Cái anh nào donate hơn giờ donate tiếp được không anh? Những game đang khó tự nhiên dễ thôi. Ừ, dí nó cho đời em. Ừ. Từ những cái game đang có thành ra dễ. Hài thiệt. Anh là tôi nét hơn á. Nhịp sau tôi nét tiếp. Anh em nhấn like xong cái kênh cho đó nha. Nhớ ủng hộ video của đơn nữa nha.